Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội nông dân ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở với rất nhiều chủ đề đem ra bàn tính. Ngoài những câu chuyện đồng áng, các mô hình chuyển đổi đạt hiệu quả, được bà con phát biểu rôm rã, thì chuyện về kinh phí vận động các công trình từ thiện đang thực hiện cũng được bà con nông dân trong chi hội đem ra lấy ý kiến để thống nhất cách thức thực hiện với nhau. Chuyện xã hội từ thiện được bà con nông dân trong chi hội nông dân ấp Phú Hạ 2 đem ra bàn là bởi đa phần hội viên chi hội là thành viên của tổ từ thiện của ấp. Hiện tại tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 có 15 thành viên, tất cả đều là hội viên nòng cốt của chi hội nông dân. Số lượng thành viên tổ từ thiện không nhiều nhưng hoạt động luôn có sự bàn bạc thống nhất ý kiến với nhau, vì vậy hiệu quả mang lại rất cao. Nhiều năm liền, tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 luôn đứng đầu trong công tác từ thiện xã hội của xã Khánh An. Ông Châu Văn Chớp, năm nay đã 85 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất của tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 cho biết. Năm 2005, khi thấy những gia đình nghèo trong ấp, có người thân mất nhưng không có nơi chôn cất, ông đã bàn với các thành viên mua đất để làm nghĩa trang nhân dân. Ý kiến của ông được sự đồng thuận ngay của các thành viên và mô hình nghĩa trang nhân dân tại ấp Phú Hạ 2 là mô hình đầu tiên trong xã. Hàng năm, kinh phí để tôn tạo xây kim tỉnh của nghĩa trang đều do nguồn vận động và một phần từ nguồn đóng góp tự nguyện của gia đình có người thân chôn ở nghĩa trang. Trong cái đất thành lập nghĩa điện dân nó có thế này là điểm thứ nhất, phải gò cao, phải có đường đi vô, đừng bà con có công chuyện đó, đi vô cho dễ dàng. Qua một thời gian hoặc là gần một năm, tụi tôi mới dò được là mua cái nghĩa địa này là bề ngoài phủ thờ của bà Năm, khoảng 200 mét, diện tích là 208, với số tiền là 90 triệu. Ban đầu mua mình cũng phải trình với là chính quyền địa phương, thứ nhất là ban ấp và xã. Mình tổ chức cái này là làm xã hội từ thiện. Nếu anh em nào có tiền giúp cũng được, không có cũng được, là hoàn toàn là từ thiện 100%. Nếu có tiền thì giúp, không có thì thôi. Tổng số là hiện thời bây giờ là chôn trên 70 cái. Và mỗi một năm như vậy là xây kim tỉnh là khoảng 20 đến 24 cái. Người chết có mồ, người sống phải có nhà cửa đàng hoàng. Đó là tiêu chí chung trong hoạt động của tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2. Hiện tại, ngoài đội đổ cột, làm khung, đối với những hộ khó khăn thiếu hụt kinh phí sửa chữa hoặc cất mới, tổ từ thiện sẽ đứng ra vận động quyên góp phụ tiếp gia đình. Từ đầu năm đến nay, tổ đã vận động gần 40 triệu đồng để xây mới và sửa chữa 3 căn nhà trong ấp. Nhà của ông Châu Văn Béo trước kia siêu dẹo, xuống cấp, hai vợ chồng định cất mới nhưng chưa có đủ tiền. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 đã hỗ trợ bồ cột và vận động thêm tiền để gia đình có căn nhà hoàn chỉnh, khang trang. Hồi trước thử cái nhà bằng bạch đằng, cột bạch đằng, nó gãy, nó siêu dẻo rồi, nó muốn sập rồi, rồi mấy ông từ thiện mới hỗ trợ cắt, rồi mấy ông cũng hỗ trợ coi như hai phần, mình phần. Ông mấy ông hỗ trợ mười mấy triệu, tôi cũng 6-7 triệu, rồi bị mình thêm cái này cái kia đó, rồi cắt bây giờ nó an khang được, cũng mừng lắm, có an cư mới lạc nghiệp. Cái này là bị gì cũng như cái nhà tiền chế rồi, cột thì tôi mua, còn sờ gồ sắt thiết rồi mấy ông hỗ trợ thêm, tài trợ hết. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2018, tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy tự nguyện. Với pháp nhân thủ tục đầy đủ, đội phòng cháy chữa cháy tự nguyện còn được tập huấn kiến thức và trang bị các thiết bị bảo hộ chuyên nghiệp. Thì vào 2015 đó, ấp Phú Hạ 2 chúng tôi, xã Kiến Thành có xảy ra một sự cố cháy thiêu rụi 2 căn nhà. Vì chỗ đó mới động viên chúng tôi, rồi mới hợp tác với là ủy ban xã, đề nghị ủy ban xã cho chúng tôi để ra là thành lập cái đội phòng cháy chữa cháy tự nguyện. Vậy là chúng tôi sắm phương tiện gồm có một là cái máy, hai là 320 mét dây. Thì vừa năm cuối năm 2020 rồi chúng tôi sửa được hai hộ. Một hộ thứ nhất thì ở Kiến Thượng một, hộ thứ hai thì ở xã Long Giang. Vừa rồi đầu năm 2021 chúng tôi cũng đang chuẩn bị đang chữa nữa, là chữa của ấp Phú Hạ 1 xã Kiến Thành 1 căn, với tại của xã Long Giang cái xưởng mộc là của thằng Long Giang đó được 1 cái nữa.
Ngoài những mô hình từ thiện trên, tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2 xã Kiến Thành còn vận động mua xe chuyển bệnh, tham gia phát quang các tuyến đường nông thôn, bỏ công kéo dây và lắp đặt gần 3 km đèn đường chiếu sáng để thuận lợi cho bà con đi lại. Bên cạnh đó, đối với các công trình cầu đường trong xã, công trình nào cũng có dấu ấn của thành viên tổ từ thiện ấp Phú Hạ 2. Được cái sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như được sự đồng tình ủng hộ của bà con ở trong địa bàn ấp đó, nên trong thời gian qua chúng tôi đã huy động được một số tiền để mà hỗ trợ cho bà con hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như giờ là sửa nhà, rồi cất nhà, rồi giúp đỡ người bệnh, rồi thay đường hệ thống đèn đường để mà thắp sáng bà con nông dân, cũng như là những người bị xảy ra tai nạn đột xuất đau ốm, chúng tôi đều là hỗ trợ kịp thời. Vì là tổng cái kinh phí mà tôi đã huy động từ tháng 12 tới bây giờ đó để mà đầu tư cho các công tác từ thiện xã hội của trong cái tổ của tôi đó là 97 triệu, nó số tròn, nó có số lẻ đó, là một số công tác mà tôi đã làm được trong thời gian qua, là cũng được nhờ sự quan tâm là hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, cộng lại với sự đồng tình ủng hộ bà con nhân dân để cùng góp phần để mà xóa được cái nhà siêu vẹo cũng như là cái đường xá khang trang, cũng như góp phần là xây dựng cái nông thôn mới xã Kiến Thành đã đạt và tiếp tục nâng chững lên. Ban thường vụ đảng ủy xã An Thành thì cũng rất là quan tâm đến công tác là xã hội từ thiện của địa phương về cái vấn đề là phúc lợi xã hội, thì đặc biệt trong đó là cái chi hội của cái chữ thập đỏ của ấp Phú Hội 2 xã An Thành đó, thì thực hiện khá là tốt các cái phong trào xã hội từ thiện của địa phương, cũng như là cái mua xe chuyển bệnh miễn phí, thành lập cái nghĩa địa nhân dân, cũng như cái tổ các nhà tình thương đó. Rồi thứ hai nữa là cái công tác là phòng cháy chữa cháy ở địa phương, thì qua đó là cũng tạo cái điều kiện cho cái xã Kiến Thành để làm sao cái chăm sóc cái an sinh xã hội cũng như các phúc hội xã hội từ thiện của địa phương, qua đó cũng là nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái công tác là xã hội từ thiện. Qua những phong trào từ thiện của hội viên chi hội nông dân ấp Phú Hạ 2 xã Kiến Thành cho thấy người nông dân trong thời hội nhập hiện nay, ngoài tích cực trong phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, họ còn luôn đi đầu trong công tác từ thiện xã hội ở địa phương. Với những đóng góp thời gian qua của chi hội nông dân ấp Phú Hạ 2 đã góp phần không nhỏ cùng với địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới.